đông buổi sáng ngày 14 tháng 3. Đoàn khách là từ bên Sóc Sơn sang xem combo Lamborghini 921 cúp 260P 7D50S và anh nâng cấp thêm cho mình một mic VKF 321. Hai bác khách đang nghe trực tiếp combo mình đã chọn lựa qua kênh YouTube và hôm nay thì đến trực tiếp sau quá trình hẹn phải đến gần 3 tháng. Khách đến rất là đông. Cà phê kép 921 330 sở hữu xóa loa trên một thùng cho các giải rất là rõ nét, sắc sảo. Cửa thêm con súp 200P có tuyệt vời luôn ạ. 7D50S dòng súp quên dòng đẩy liên vang cao cấp nhất phân khúc gia đình. Anh khen rất hay. D50S khá ngọt ngào anh. D50S mẫu để liền vang mới đấy ạ. Mới à? Vâng ạ. Có nhiều bác mua âm ly cũ, âm ly bãi đem đến đây đủ. Đấy, các bác thì mỗi người mỗi cái cảm nhận cá nhân riêng, nhưng mà cái tính năng của cái con D50S này thì nó nổi trội hơn những cái dòng âm ly cũ khoảng ngày xưa. Bây giờ công nghệ bây giờ thì nó sẽ tối ưu được tốt, ví dụ như là nó được giải mã này, đi kèm mình không phải mất tiền mua thêm đồ giải mã nữa. Thứ hai là cái khả năng trùng vú nó tốt, cũng như echo của nó thì nó có đi vào. Bộ này nghe hay lắm. Vâng ạ, thế là rồi. Thì con D50S này có mic luôn đi không? Không ạ, con D50S thì bán rời ạ. Hai bác chọn một bộ combo karaoke là VKF 921 để D50S, mic VKF 21 và súp 260P. Chọn bộ karaoke rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Đầy đủ thiết bị khai thác giải chép, giải trung và giải bass cực sâu. Hát thì rất tuyệt vời. Cái bộ này bên em test rất là cẩn thận ở trên kênh, anh các bác có thể nghe cảm nhận rõ nét và thực tế. Đây là bên em đang quay, các bác đến đặt hàng khi mà sau quá trình nghe tại showroom của TK Audio ạ. Chú ngay ở Nam Dư, cách có khoảng hơn 3 cây thôi ạ. Đó, tí nữa bên em sẽ sang lắp đặt tại nhà. Đấy, bao nhiêu? 12 triệu ạ? 9.000 thường là 12 triệu, còn 9.000